Nấu nước sôi để pha trà. Bước thứ nhất, làm nóng ấm trà. Mới lấy cái ấm hôm nay làm đồ để chuyên trà đây, bình những cái nước này. Cái ấm trà và dư là nóng rực nha, ấm nóng rực, nóng
cho cái nắp cũng nóng. Giờ bắt cái hai này. Bỏ trà vào. Vua chắc là hôm nào phải đi mua một cái đồ múc trà, tìm một cái lấy cái muỗng cũng được, nhưng mà mua cái đồ bằng tre cho nó, bằng gỗ gì cho nó hay. Chú có cái khay trà bằng tre nha, nhưng mà lâu lâu mới dùng, hôm nào chắc phải đi mua thêm cái khay trà nữa. Chào cô anh cô cho đây. Đấy, bây giờ mình đánh thức trà. Đánh thức trà. Như chăm vào rồi rót ra luôn. Đấy, chứ không có lắc nhá. Giờ nó gãy cánh trà. Đấy. Rót ra luôn. Cái âm thanh của nước nó chảy róc rách cũng sướng. Đấy. Thơm, mùi thơm thơm tà ngon, em nóng lắm, bây giờ mới chăm trà đây. Đấy. Trà sớm rượu trưa, sáng sớm thưởng trà. Tập này là tập cơn địa chấn tình em, dài 110 trang, cái bài cuối cùng ấy, Du viết nó hơi là lắng nghe bước lãng du vĩnh hằng, hãy lặn xuống thật sâu để biết đại dương có nhiều ngọc lạ. Hãy lặn xuống thật sâu để biết đại dương có nhiều ngọc lạ. Hãy leo lên thật cao gặt hái nắng mặt trời để kết chuỗi cườm đeo lên ngực em yêu. Hãy là tất cả những gì không thể tin có thật mà nghẹn ngào dâng hiến cho nhau. Cuối cùng là bên nhau đi hết cuộc đời này. Nó như là những cái câu nói vậy đó, những câu châm ngôn. Và lắng nghe, hãy lắng nghe lời của gió. Với những bước chân lãng du, tôi đi tìm tôi mà tôi chưa bao giờ gặp. Núi thì cao, chất ngất những khát thèm ném mình lên và chết. Biến thì sâu, thăm thẳm những ước nguyện gieo xuống hồn mình rồi không sống nữa. Vĩnh hằng tôi, vĩnh hằng em,
vĩnh hằng thế giới của nhau không có thật. Chúng tôi nhận ra nhau trong tận cùng đêm cà phê hè phố. Biển lặng đi, trời lặng đi, lặng lẽ trùng trùng núi non nức nở. Vĩnh hằng của yêu thương tồn tại chăng mà vĩnh hằng nhau không đến được. Vĩnh hằng của yêu thương, vĩnh hằng của yêu thương tồn tại chăng mà vĩnh hằng nhau không đến được. Hai người là của nhau, của nhau một cách vĩnh hằng, thế nhưng mà không đến được, nghe rất là mâu thuẫn. Soạn nghiêng mây tóc ngân hà, tôi soi tôi vào dòng sông mùa thu em thổn thức. Em là cái dòng sông của thu, tôi soi tôi vào đó. Soạn nghiêng mây tóc ngân hà, cái dòng sông ngân hà trên bầu trời, cái cánh đồng bầu trời. Soạn nghiêng mây tóc ngân hà, tôi soi tôi vào dòng sông mùa thu em thổn thức. Vĩnh hằng chạm vào nhau trong cõi thẳm linh thiêng miền tâm thức. Vĩnh hằng thuộc về nhau, nghiêng 15 độ, nghiêng nghiêng trái đất, vĩnh hằng nghiêng vòng vòng tàn thu. Trái đất nghiêng 15 độ là vĩnh hằng. Câu cuối cùng của cái bài thơ này là như vậy. Vĩnh hằng thuộc về nhau, nghiêng 15 độ, nghiêng nghiêng trái đất, vĩnh hằng nghiêng vòng vòng tàn thu. Trong cái tập là Cơn địa chấn tình em. Cơn địa chấn tình em. Hôm nay sáng sớm ngày 18 tháng 11 rồi, ngày mai là ngày 19, và mốt là ngày Đại giáo Việt Nam. Thì dù pha một ấm trà bắc câu thưởng thức, từ thưởng cho mình một ấm trà, thưởng trà để nhớ về 34 năm dạy học, dù bắt đầu sự nghiệp dạy học ở cái trường cấp 3 Long Xuyên. Hồi đó cả thành phố Long Xuyên chỉ có một trường cấp 3 thôi, du dạy ở đó. Rồi sau đó đó, chính thức về dạy ở trường Bộ Túc Văn Hóa Cán Bộ Cửu Long, người ta hay gọi là trường Công Nông. Từ trường Công Nông năm 1987 về trường Trung học Sư phạm Cửu Long. Đến năm 1991 thì trường Trung học Sư phạm Cửu Long nhập chung với trường Cao đẳng Sư phạm Cửu Long thành trường Cao đẳng Cửu Long. Như lại từ năm 91 đến năm 2013. Tổng cộng đời dạy học của Du là 34 năm thì chính thức nghỉ hưu. Hôm nay là ngày 18 rồi. 18 tháng 11. Du chăm mình trà. Đọc cái bài thơ mà các bạn thấy rất lạ.
Vĩnh hằng nghiêng, vĩnh hằng nghiêng nghiêng trái đất, vĩnh hằng nghiêng trái đất nghiêng nghiêng 15 độ nghiêng. Cái sự nghiêng 15 độ của trái đất là vĩnh hằng. Vĩnh hằng trái đất nghiêng, vĩnh hằng nghiêng trái đất nghiêng nghiêng 15 độ. Vì trái đất nó nghiêng cho nên trên trái đất này chả có gì thẳng hết, tất cả đều nghiêng, tất cả đều nghiêng. Chúng ta tưởng nó thẳng nhưng mà thực nó nghiêng. Cái gì cũng nghiêng. Tình yêu cũng nghiêng 15 độ. Nỗi thù hận cũng nghiêng. Sự thật cũng bị nghiêng. Giả dối cũng nghiêng. Tất cả nghiêng theo cái trục nghiêng 15 độ của trái đất. Thì dù buột miệng nói vậy thôi. Đấy, cái này là cái cách mà dù làm nóng. Đấy. Càng nóng nó tách cái đó. Bây giờ mới thưởng thức trà đây. Ngày xưa ông Cố Mạnh ở Thanh Hóa, ông ấy dạy Du cách cầm ly trà. Là ông này ông khó lắm, ông nói là hãm chè xanh pha nấu nước chè xanh cũng đều dùng tay trái, dùng tay phải để mà bỏ trà vào ấm, bỏ trà vào nồi chứ không được dùng tay trái. Và khi nâng trà đó, thì ông cũng dạy Du là không được dùng tay trái mà phải dùng tay phải. Cái tách trà bây giờ nóng lắm. Đấy. Nâng trà đấy thì cái ngón tay trỏ này là để ở trên miệng trà này. Đấy, ngón tay cái một bên rồi cái ngón tay đeo nhẫn á thì để ở dưới đít trà đó. Rồi cái dùng bàn tay trái nâng lên. Thưởng thức cái hương trà. Thưởng thức cái hương trà rồi mới uống. Và ông ấy nói mà uống trà thanh thản, thú vui của các bậc tiên hiền rừng trúc mà. Không phải là rượu không mà còn trà nữa. Đi trà đừng rất nóng nha. Cho nên tôi xin phép là được bỏ nó xuống một lúc vì nó nóng lắm. Nóng. Đấy. Ông có đồ ông dày Du thế này. Cầm cái đít trà lên, để cái ngón tay đeo nhẫn ở dưới cái đít trà. Đấy. Hai ngón tay hai bên. Đấy. Rồi dùng cái này, cái tay trái để mà nâng đỡ ở dưới cái chén trà, cái tách trà. Hai ngón tay này, ba ngón tay này
chạm vào cái tách trà này, cầm kìm chặt cái tách trà nâng lên để xem cái độ nóng của tách trà. Nó còn nóng quá thì uống coi chừng không được, nó bị phỏng lưỡi. Cho nên là để mà cảm nhận cái độ nóng của trà thế nào rồi uống được, chứ không được ực một cái rồi bị nóng rồi là phun trà ra, mất lịch sự. Phải lịch lãm, uống trà phải lịch lãm. Nâng lên, ngửi cho được, tận hưởng cái mùi hương của trà. Cái mùi hương nó phải xông thẳng vào vòng miệng và mũi, bay vào cả cái bộ, cái óc, cái đầu óc của mình, cái bộ óc của mình. Tất cả đều thơm hương, hương trà, hương cốm. Đấy, tận hưởng. Khi mà cái tay ta chịu được cái độ nóng này, tức là cái lưỡi có thể chịu được, cái vòng miệng chịu được trà, thì bắt đầu nhấp từng ngụm trà. Tạ ơn trời đất cao dày cho ta được tận hưởng cái niềm vui cuộc đời. Hớp lần nhiều ngụm. Thực ra thì nếu để thưởng trà đó thì không cần, như cái ấm này là ấm phải uống từ 4 người, 4 đến 6 người uống. Thì mỗi người chỉ cần thưởng trà, thực sự thưởng trà, mỗi người chỉ cần 3 tách nhỏ là thôi là đủ, không cần nhiều, nó phải uống giải khát cho mà nhiều. Đấy. Cho nên thông thả mà uống. Và nếu cái, như cái ấm này đâu phải ấm độc ấm đâu, ấm này không phải ấm độc ấm, nó nhỏ thì không cần chăm đầy. Nhưng mà dù là cái người ngồi trên bàn phím uống trà, chứ mình ngồi trên bàn trà, bởi vì uống trà để làm việc, cho nên dù một lần chăm mà dù chăm nước cho đầy để uống, để uống luôn. Thì cũng là một cách của Du. Du đâu phải là cái người mà theo trường phải trà đạo đâu mà cần phải bài bản. Chỉ cần làm sao thưởng thức cái vị trà ngon thôi. Thì như cái trà này, cái búp nó rất là nhỏ. Nên là Du không cần nước sôi 100 độ. Nước chỉ cần 85 độ đến 90 độ là đủ, đủ ngon rồi. Đấy, đủ chăm trà để uống rồi. Đấy. Và cái nước dù làm gì có ở đây, dù không có đồ hứng nước mưa, không có nước giếng, đúng là trà vùng nào thì pha bằng nước giếng vùng đó, nó mới hợp, nó mới ngon. Nhưng mà nước Du chủ yếu nước phong ten, mà nước phong ten thì bà xã Du nói sao mà ngon được. Đấy. Có cửa lo. Cho nên muốn ngon là phải nước phong ten để chứa ra cái bình lớn á, cả tháng vậy đó, cho nó bay mùi cửa lo đi, lắng xuống phần nữa đủ uống thì thầm tạm. Nhưng mà bà xã bà Du gì này, bà biết Du thích uống trà này, bà mua cho Du cái ấm, cái một cái bình nước tinh khiết á, uống hết thì bà mua cho bình khác nước tinh khiết. Và từ khi mà Du lấy nước tinh khiết Du nấu á, thì trà nó uống chất lượng hơn là cái uống nước phong ten, nó uống nước phong ten.
Thì hôm nay một lần nữa này, tạ ơn trời đất cao dày để cho lão Du này được tận hưởng hương vị thơm ngon của trời đất, cái vị chát của trà. Uống xong thì nó để lại cái hầu ngọt ở trong cổ họng, trong vòng miệng cả ngày vậy đó. Thì cả ngày được lâng lâng sung sướng, quên đi tất cả mọi chuyện, quên đi khổ ái của cuộc đời, quên đi buồn hận của cuộc đời, chỉ còn lại niềm vui thôi. Cuộc đời chúng ta được bao nhiêu năm mà sân si hờn giận mệt, quên hết, buông bỏ để sống cho thanh thản. Đấy. Ngậm cái ngụm trà trong miệng vài giây, tận hưởng cái hương vị nó bay trong cái bộ óc của mình. Và một lần nữa Du lại đọc cái bài thơ Du viết năm lớp 10, viết tặng cho chú Long, y sĩ, trưởng khoa toán, trưởng trưởng cái trạm xá của khoa toán, là Phí Bẩm Vinh. Một chén trà nhấc lên một nhớ, đêm tàn rồi một nhớ chưa nguôi, đã người đếm được rừng mấy lá, đã kẻ nào đong nhớ cho đầy, xa xôi cách trở xa là mấy, ta nhớ người xưa kinh Bắc ơi.